Thưa quý vị, Tết Nguyên đán đang đến rất gần. Với nhiều sinh hoạt trong gia đình, nhu cầu sử dụng điện là tăng cao và hoạt động thắp hương thờ cúng, hỏa hoạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào tại các hộ dân. Để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ và trang bị kỹ năng xử lý khi sự cố xảy ra, Đoàn Thanh niên Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội đã tổ chức nhiều lớp tập huấn nhằm phổ biến tuyên truyền rộng rãi các kiến thức, kỹ năng về công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho các hộ dân đang sinh sống trong các tòa nhà chung cư và các hộ dân sinh sống tại các cụm dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội. Những buổi tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy ngoài giờ tại khu dân cư và nhà chung cư cao tầng như thế này đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội triển khai ở nhiều khu vực trên địa bàn thành phố. Bước đầu được người dân rất hoan nghênh và tham gia tích cực. Qua đó, công tác phòng cháy chữa cháy và kỹ năng xử lý sự cố được hướng dẫn đến từng hộ dân, đặc biệt là những hộ dân đang sinh sống tại các tòa nhà chung cư cao tầng, một trong những nơi tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ nguy hiểm nhất hiện nay. Năm 2014, trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra 166 vụ cháy nổ, thì có tới 42% các vụ cháy nổ xảy ra tại nhà dân. Đáng lo ngại hơn, trong số 10 vụ cháy gây chết người thì có tới 8 vụ xảy ra tại nhà ở của người dân trong các khu dân cư. Cái việc phòng cháy chữa cháy vô cùng quan trọng, mà bây giờ lại gần Tết rồi, hay đốt vàng mã rồi thắp hương rồi các thứ rất dễ bị sơ sẩy. Cho nên là cái việc các đồng chí tổ chức ra một cái buổi hôm nay là tôi cảm thấy rất kịp thời và vô cùng quý. Và nhất là đồng chí đại tá, đồng chí Triều đấy, kể ra những cái vụ cháy rất thương tâm, nhất là Bách Khoa, hai cháu nhỏ mất, chúng tôi nghe rất là xót. Và chính cái đó hơn mọi lời bình luận để nhắc nhở mọi người rằng tai họa nó vô cùng lớn. Đã có 70 vụ cháy xảy ra tại nhà dân và các chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội trong năm vừa qua. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do người dân thiếu hụt những kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Việc phát động và triển khai các chương trình tập huấn ngoài giờ, đưa công tác phòng cháy chữa cháy đến từng người dân, từng cụm dân cư của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội là hết sức quan trọng và cần thiết. Từ đó nâng cao nhận thức cho người dân, góp phần đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thủ đô. Các nhà chung cư khi các hộ dân vào cũng đã có những cái cải tạo để phù hợp với cái sinh sống tại các tòa nhà, dẫn đến một số những cái công năng về công tác phòng cháy chữa cháy bị ảnh hưởng, đặc biệt là trong quá trình sinh hoạt sử dụng nhiều coi như là thiết bị chất cháy cũng như một số những cái nguồn lửa nguồn nhiệt. Nếu không nắm bắt được những cái kiến thức cơ bản về công tác phòng cháy cháy hoặc không có những cái nhận thức về cái biện pháp phòng ngừa, rất dễ có thể để xảy ra những cái sự cố đáng tiếc. Đoàn Thanh niên nhận thấy là muốn là đưa cái công tác phòng cháy cháy đến trực tiếp những người dân và tập trung vào là các cái hộ dân sống trong các tòa nhà chung cư cao tầng. Đấy, chúng tôi muốn làm sao người dân có thể là hiểu được cái quyền lợi của mình và người ta nắm được tất cả các cái trang thiết bị sử dụng được trang thiết bị trong cái tòa nhà. Chúng tôi muốn là mỗi người dân sẽ thành một cái người phòng cháy cháy, chiến sĩ phòng cháy cháy, thì lúc đó công tác phòng cháy cháy sẽ rất là được quan tâm. Thứ hai là cái nguy cơ để xảy ra cháy nổ lớn thì sẽ không có. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, cẩn thận khi sử dụng các nguồn điện, nguồn nhiệt và các chất gây cháy. Thắp hương, thờ cúng đúng nơi quy định. Thận trọng kiểm tra các thiết bị điện trước khi rời khỏi nhà, ngăn ngừa những nguy cơ có thể xảy ra hỏa hoạn để bảo vệ gia đình và cộng đồng. Thời gian tới, công tác hướng dẫn, kiểm tra sẽ tiếp tục được tăng cường tại tất cả các cụm dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong suốt dịp Tết, lực lượng phòng cháy chữa cháy luôn ứng trực 100% nhằm hỗ trợ kịp thời người dân khi có hỏa hoạn xảy ra.